tự hào quá Việt Nam, rạng rỡ quá Việt Nam, tự hào quá Việt Nam, rạng rỡ quá Việt Nam. Vững tin lên nào, cùng nhau đi tới đỉnh cao đón chào. Lướt nhanh lên nào, đường bánh ta sẽ cùng thành ước mơ. Khát khao mong chờ, niềm vui đang đến vỡ toang ngất trời. Biết bao tự hào, cờ sao rực rỡ khắp trời Việt Nam. Sau lễ gặp mặt mừng công được tổ chức tại Hà Nội, các thành viên thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh như cầu thủ Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Tuyên Ngân và trợ lý Đoàn Thị Kim Chi đã trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ khu vực phía Nam. Hơn 17 giờ chiều ngày 11 tháng 2, chuyến bay đưa 11 thành viên tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế đội tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng trước đó hàng giờ, đại diện lãnh đạo thành phố, người hâm mộ và đông đảo giới truyền thông đã có mặt chờ đợi chào đón Huỳnh Như và các đồng đội. Sau cùng, 11 tuyển thủ, huấn luyện viên của tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện và phải tốn thêm nhiều thời gian họ mới có thể lên xe buýt 2 tầng diễu hành về trung tâm và dâng hương báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi dâng hương, các tuyển thủ di chuyển về Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ mừng công do thành phố tổ chức. Tại đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã biểu dương, chúc mừng thành tích mà các tuyển thủ đạt được trong thời gian vừa qua. Let me go, let me go, let me go, oh Vietnam, let me go, oh Vietnam.